Em chào anh Nam Phong. Tắt nhạc luôn. Rồi. Chào Tân Phát. Báo cáo dịch COVID-19 ngày 12 tháng 8 của Bộ Y tế biết có thêm 5.025 ca mắc COVID-19, trong đó Bình Dương đã trở thành địa phương có số mắc nhiều nhất trong 12 giờ qua với 2.117 ca. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 12 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.025 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 5.014 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương 2.117, Thành phố Hồ Chí Minh 1.523, Đồng Nai 646, Đồng Tháp 123, Cần Thơ 104, Đà Nẵng 78, Hà Nội 76, Trà Vinh 66, Khánh Hòa 42, Phú Yên 31, Bình Thuận 31, Ninh Thuận 24, Lâm Đồng 22, Sóc Trăng 20, Bến Tre 19, Quảng Ngãi 16, Đắk Lắk 15, Gia Lai 9, Hậu Giang 8, Hà Tĩnh 7, Đắk Nông 6, Thanh Hóa 6, Thái Bình 6, Bình Phước 6, Quảng Bình 5, Quảng Nam 2, Nam Định 2, Kon Tum 1, Lào Cai 1, Ninh Bình 1, Hải Dương 1, trong đó có 970 ca trong cộng đồng. Trong ngày 12 tháng 8 ghi nhận 9.667 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 9.653 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh 3.841, Bình Dương 3.028, Đồng Nai 1.071, Long An 354, Tiền Giang 212, Khánh Hòa 172, Đồng Tháp 132, Cần Thơ 128, Trà Vinh 91, Tây Ninh 79, Hà Nội 78, Đà Nẵng 78, Phú Yên 46, Bến Tre 34, Bình Thuận 31, Đắk Lắk 30, Ninh Thuận 24, Kiên Giang 23, Lâm Đồng 22, Thừa Thiên Huế 20, Sóc Trăng 20, Bình Định 20, Quảng Ngãi 16, An Giang 16, Nghệ An 14, Hậu Giang 14, Gia Lai 9, Hà Tĩnh 8, Thanh Hóa 6, Thái Bình 6, Đắk Nông 6, Bình Phước 6, Quảng Bình 5, Bạc Liêu 3, Quảng Nam 2, Nam Định 2, Ninh Bình 1, Lào Cai 1, Kon Tum 1, Hưng Yên 1, Hải Dương 1, Cà Mau 1, trong đó có 2.200. Không, này chắc là ảnh hưởng cái mạng của Mỹ. Không bán hàng quán, không thực hiện các cái quán karaoke rồi các cái quán tụ tập. Quán hàng ăn cũng không. Em chào anh Giang Mai. Bán chỉ bán hàng hàng sống thôi. Đấy, Hải Dương mà thực sự là cái ca số ca thì trong tầm kiểm soát mà thực hiện cái việc này mình nghĩ thì cũng là rất tốt. Hình như là ở mỗi cụm dân cư từ xã, các đầu cửa ngõ của xã là đều có chốt kiểm soát hết, đi qua là đo thân nhiệt rồi là kiểm tra chứng minh các cái tỉnh khác vào thì khai báo y tế. Đấy, cho nên là mình thấy nghĩ Hải Dương là cũng thực hiện cái việc phòng chống thôi, rất là tốt. Rồi thì cái chủ đề như hôm nay thì là chủ đề là những cái câu chuyện tốt xấu trong mùa dịch, thì để khai hỏa thì mời Bùi Tùng đưa ra những cái đề tài gì mình cảm thấy là cần phải trao đổi và mổ xẻ để cho anh chị em cùng biết, thì mời Bùi Tùng. Dạ, em cái đề tài em có gửi cho anh đó là cái vụ việc cái bà mà có đứa con gái mà hay bà chuyên gia đi chống chỉ thị 16 3-4 lần vi phạm á. Em thấy là coi như là cái hành vi của bà là cũng lặp đi lặp lại rất là nhiều lần và gây cái sự gọi là bực bội rất nhiều cho những cái người dân khi mà xem những cái clip của bà này. Nhân vật sáng nhất trong cái đợt dịch này mà ngày nào không thấy mặt hết trơn. Em cũng không nghĩ là bả có thể vi phạm nhiều lần đến như vậy luôn á. Không nghĩ đến như vậy. À, sau dịch này chắc có thể đưa bà xuống Biên Hòa khám thử coi. Cũng có khả năng là liên quan chút tới sức khỏe tâm thần. Chứ người bình thường không ai làm. Y cung E-ban, Tân Thái thì nói người thì phải nghĩ đến thân, tại vì như Mỹ hôm nay là đang có cái vấn đề là giành nhau đồ ăn trong siêu thị, thực phẩm trong siêu thị rồi, chắc cũng chỉ ngày 1, ngày 2 là nước Mỹ phong tỏa thôi. Cho nên là chúng ta tìm hiểu và nghe thông tin, nọc thông tin và phản bác lại chúng nó thì dễ lắm, nhưng mà chúng nó có bao giờ chúng nó nghe những cái lời mà hẳn như chúng nó quan sát thấy cái việc bên Mỹ chúng nó có biết nhục đâu.
hôm nay là xô nhau đi mua, cướp nhau đồ trong siêu thị với cả các tiệm tạp hóa bách hóa của Mỹ rồi, cho nên là chắc là chỉ ngày 1 ngày 2 là nước Mỹ bắt đầu lại ra cái lệnh giãn cách đó. Đấy là trả lời cho Yakung Eban nhé. Nước Mỹ mà áp dụng cái chỉ thị 16 như Việt Nam là hơi bị khó đó, bởi vì có một nửa nó không đồng tình cho nên rất khó. Khó nhưng mà chắc chắn là cũng vẫn giãn cách, thì cũng là cấm đi lại, thì đương nhiên là chúng nó vẫn có những số hoạt động biểu tình biểu tiết, nó không thể làm được như Việt Nam, nhưng mà cũng là trong cái diện là lại bị cấm đi làm, cấm đi lại, đúng không? Mà đứng ra giả là chửi về Việt Nam mà quản lý cái gì cũng kém, thì cũng như mình, anh em mình đã nghe qua những cái kênh của anh em YouTuber yêu nước đã nói rồi, ví dụ như là chào người Hà Tĩnh, ví dụ như là Vũ Quang đã nói rồi, rồi đấu trường dân chủ đấy, Quang Lâm thì cộng sản quản lý cái gì cũng không tốt, nhưng mà cho biết là đánh Pháp thì Việt Nam Cộng Hòa không đánh thì cũng phải để cho cộng sản đánh thắng, thắng là không tốt à, rồi đánh Mỹ Việt Nam cũng thắng, thắng như là dở, rồi là đến đánh Tàu thì Việt Nam cũng thắng, đúng không nào, rồi đến đánh Bôn Bốt Việt Nam cũng thắng, thì xin Việt Nam Cộng Hòa hãy kể ra một cái việc gì mà chống tốt, chống dịch thì Việt Nam nói thật cũng chưa nước nào qua được Việt Nam, cho đến giờ này Việt Nam cái tình hình nó cũng hơi phức tạp một chút, nhưng cũng vẫn là đứng trong những cái nước top đầu để mà bảo đảm được cái mạng sống cho người dân, đúng không? Rồi qua cái việc tình hình của Mỹ so sánh Việt Nam, so sánh thì 1001 chuyện so sánh Mỹ, mời Bùi Tùng chia sẻ tiếp về những cái ý thức và cái nhân vật bạn vừa nêu. Em thấy cái người phụ nữ đó là vi phạm chỉ thị 16 rất là nhiều lần, và y như rằng là 4 lần hay là 1 lần 3 lần gì bà ấy cũng là một cái bài duy nhất là rủa xả, có nghĩa là khi mà gặp lực lượng chấp pháp thì không hề có một cái sự giải thích nào, không có hề có một cái sự gọi là nhường nhịn nào, mà cứ cãi chày cãi cối. Mà trong đó có một cái câu mà em thấy là bà cãi chày này, không biết bà bị điên bị khùng hay là bà như thế nào, bà nói thế này là quyền hành ở đây là tôi cho chứ làm sao chính quyền gì cho, bà nói vậy đó, quyền hành bây giờ là tôi cho chứ làm gì chính quyền này cho, trời đất ơi. Đứng trước mặt lực lượng chấp pháp mà nói năng như cái kiểu như vậy đó, mà tái diễn đi tái lại nhiều lần. Và bà này em thấy là có một cái em chú ý là không biết là bà cố ý hay bà vô tình nha mấy anh, mà em thấy lần nào bà vi phạm là đều có đứa gái nhóc đứng kế bên. Em không hiểu là cái ý đồ là như gì. Bà đi siêu thị bà cũng đem theo con, thấy cũng có con bé đó. Bà đi xách xe máy, bà đi đến cái khu vực này khu vực kia cũng có con bé đó. Thì em không hiểu là có cái ý đồ gì không. Chứ thật ra mà nói là theo em á, về quan niệm của em thì các cái lực lượng chấp pháp, những cái lực lượng mà thi hành chỉ thị 16 á, theo em nghĩ thôi nha, khi mà thấy mà một bà mẹ với một đứa bé thì thường người ta cũng có tâm lý là người ta lơi chân, thường người ta cũng sẽ có cái tâm lý là người ta nhẹ nhàng, người ta nhường nhịn, tại vì ở đó có con nít con nôi nữa. Vậy các anh thử nghĩ xem, nếu như á, mà bắt bả đi, ví dụ như là dùng đúng cái luật mà đối với người đàn ông, bắt bả đi, bây giờ bả đẩy đứa con gái bả ra té xuống đường nữa thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Bà có thể lưu loa, bà gào lên, bà nói là cảnh sát đánh dân nè, đánh con nít này nọ kia, là cái chuyện từ nhỏ nó sẽ trở thành phức tạp hóa vấn đề ra. Mà trong khi là cái chuyện đó là bà sai hoàn toàn đấy. Nhưng nếu như mà lực lượng chấp pháp mà đụng tới bà, lỡ như có đứa con bé đó nó té xuống, chảy máu hay là bể đầu gì đó, rồi bắt đầu bà lưu loa lên khắp nơi, rồi bà bảo là bây giờ đánh dân thế này thế kia. Thì những cái thế lực thù địch, nếu như mà thật sự nó có được những cái clip đó, nó sẽ xuyên tạc như thế nào nữa. Cho nên em, theo quan điểm của em nghĩ là bà này không phải vô tình đâu mấy anh. Em vẫn nghĩ là bà này đem theo đứa bé đó, biết đứa bé gái đó là có dụng ý của bà, chứ không phải là bà vô tình đâu. Rồi, Nam Phong có vấn đề của vấn đề của cái bà này thì nói chung là nãy như Bùi Tùng có nói, thì cái việc mà đem theo đứa con có thể là họ có lý do, chứ không phải vô tình. Là đúng ra là chúng ta thấy có con nít thì thường thường chúng ta sẽ xử lý nó mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn.
đó thì có một cái clip mà đợt trước chúng ta coi ở Long Khánh mà có một cái tay đeo đeo kiếm đen đó, gọi là cũng chống đối hùng hổ, bây giờ đưa ra xét xử rồi đó. Long Khánh đã đưa ra xét xử 14 tháng tù giam mà cái tội chống người thi hành công vụ đó. Thì chúng ta thấy là chúng ta đối chiếu lại cái bà này thì chúng ta thấy là chúng ta còn gọi là chúng ta còn có gọi là nhẹ nhẹ nhàng với bà, phạt cũng nhẹ, một lần phạt 2 triệu mấy, 2,5 triệu, 3 triệu gì đó. Cái vấn đề mà quay phim quay clip á, ngày xưa chúng ta thấy là rất nhiều cái clip mà mỗi lần mà có va chạm thì hầu như cái lực lượng chức năng không có ghi hình, cho nên là việc bị xuyên tạc bị đặt rất là nhiều đó. Cắt xén một người quay mà xong rồi về cắt xén thoải mái lắm, nhưng mà bây giờ thì đã rút kinh nghiệm rồi, cho nên là việc mà những cái clip mà bị xuyên tạc giờ hầu như nó không còn hoặc là rất ít, bởi vì chúng ta không có làm gì hết. Có nhiều người á, ăn vạ đó, muốn chưa đụng cái nằm lan vạ xong có người khác hoặc là người nhà đi theo bắt đầu quay rồi tung lên mạng là hô hào là cộng sản, công an đánh dân rất là nhiều. Ngày cách đây chừng 2-3 năm về trước là chúng ta thấy nhiều lắm, nhưng mà bây giờ rút kinh nghiệm rồi, mỗi lần mà có cái đôi co bắt đầu là có người ghi hình, dân quân hay là một anh cảnh sát khác họ ghi hình lại để gì? Thứ nhất để chúng ta làm bằng chứng sai phạm, để nếu có chống người thi hành công vụ thì đó là cái bằng chứng để chúng ta xử lý, và cái thứ hai là tránh cái việc xuyên tạc bị đặt. Chứ ngày trước là rất nhiều quay từ đầu tới cuối thì họ không quay nguyên nhân đâu, họ chỉ quay cái lúc cái người vi phạm té ra đường rồi hoặc là cái lúc bị bắt á, chống đối xong rồi lúc bị bắt thì bắt đầu kêu gạo là công an đánh dân hay cộng sản hèn với giặc ác với dân đó, cái miệng lưỡi của tụi nó. Nhưng mà bây giờ thì hầu như cái việc đó rất là ít ít lắm, bởi vì lực lượng chức năng chúng ta đi làm đã được quán triệt đầy đủ rồi, dân thì phải là giáo dục quảng ao thuyết phục trước họ nghe thì tốt, còn nếu nhìn kẻ mà cố tình chống đối, chúng ta thấy những cái thời gian đây có những kẻ cố tình chống đối thì chúng ta cũng đã xử lý bắt đó. Thì có hình ảnh hết, cho nên là cái việc xuyên tạc không không làm được cái việc đó nữa, cho nên là nói chung thì lâu ngày thì cũng phải có kinh nghiệm thôi. Ngày xưa thì bị xuyên tạc nhiều lắm. Thì cái trường hợp bà này thì thật sự mình đề cập tới đây thôi, tại vì mình chưa hiểu chưa biết nhiều lắm, nhưng mà cái mình thấy xử lý là hơi nhẹ, tại sao mình cái thấy là bà hơi này thì nhẹ. theo mình thấy á, là bà này bà ấy không phải là 2 lần 3 lần mà có đến lần thứ 4 rồi đấy. Từ thứ Bà ấy năm cứ rồi, năm sáu lần cố tình như thế thì theo mình thì không biết là cái mức độ của bà vi phạm đến đâu, nhưng mà như vậy là cố tình và phạm vào cái tội của phòng chống thiên tai và dịch bệnh ấy, là bà ấy cố tình làm nguy cơ lây lan dịch bệnh thì nên cách ly khỏi xã hội. Mình nên nghĩ là cách ly khỏi xã hội, bởi vì không phải là bà ấy mất là mười mấy triệu rồi, gần 20 triệu tiền phạt rồi, nhưng bà ấy không chừa đấy, cho nên là cái việc tái diễn nó liên tục ra như thế thì mình thấy là không 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 để trong xã hội được, phải cách ly khỏi xã hội rồi là làm gương cho những cái cá nhân khác. em thì em thấy là cái bốn cái lần vi phạm của bả vẫn có một cái điều em thấy rất là lưu tâm, đó là vẫn ở đâu đó trong một cái xã hội của chúng ta vẫn có rất nhiều có điều tích cực. Tích cực là gì? Tích cực là khi mà bả ấy bị phạt á, thì em có thấy là cái đứa con gái của bả, cái đứa con gái nhóc của bả thì nói là mẹ đeo khẩu trang vô đi, mẹ đeo vô đi kia đó, thì điều đó chứng tỏ là những cái mầm mống tốt đẹp của xã hội nó còn nhiều lắm em ạ. Em cảm nhận như vậy, tương lai đất nước nó còn nhiều cái điều đẹp lắm. Còn còn cái riêng cái hành vi của bả em nghĩ nó chỉ là một cái phần gì đó nó xấu xí thôi, và em cảm nhận là đất không nước đánh vẫn được còn rất nhé, nhiều còn người rất là đánh tốt. bà là chết dở đấy. Vui thôi chứ không dám đánh đâu.
Với lại các anh cũng thấy là khi mà bả bị lực lượng chấp pháp á, mà bắt đầu khuyên khuyên bảo, hình như cũng nói một cách là cũng dứt khoát ở trong nhà của bả, thì chính bản thân mẹ của bả cũng nói là con đeo khẩu trang đi, con đừng có làm như vậy nữa. Như vậy là gì? Như vậy là cái thành phần mà vi phạm chỉ thị 16 là nó chỉ là một thiểu số thôi, mà thiểu số cứng đầu đó biểu hiện rõ ràng là bả là thành phần biểu hiện cứng đầu thôi, còn đa số người dân người ta vẫn tốt. Em thấy là như vậy đó. Nhưng mà em coi cái clip mà khi mà con bé gái nó nhắc mẹ, nhắc cái bà đó là đeo khẩu trang vô, em cảm nhận không biết như thế nào các anh chị, nhưng em cảm thấy là biết bảy có nhục không? Em không hiểu bảy có nhục không? Khi mà cái chuyện đó lại để con gái mình phải đi dạy mình lớn hơn nó, mình đẻ ra nó mà nó đang dạy lại mình á. Em cảm nhận như vậy.